cho beta nhé, ở góc dưới bên phải này, màn hình này, được chưa ạ? Rồi nhá. Sau đó thì nó sẽ mở ra cái trang nó bảo là gì ạ? Chấp nhận lời mời. Đấy, chấp nhận lời mời là gì ạ? Là mình sẽ tham gia vào Missioni ở trên Discord. Như vậy là mình cần có một cái tài khoản Discord chứ nhá, nhớ là chấp nhận lời mời này. Đó. Thì ở đây nó gì ạ? Nó là mình có muốn mở Discord hay không. Đấy, thì có hai cách, nếu mà mình đã cài Discord rồi trên máy tính rồi thì mình mở lên. Còn nếu mình chưa có thì nói ví dụ anh chị em chưa có thì mình nhấn là tiếp tục vào Discord. Thì là gì ạ? Nó có Discord ở trên website luôn. Thì ạ, Discord này là ở trên gì ạ? Ở trên web luôn. Ở cái trên web này Huy cũng đăng nhập rồi. Huy cũng gì ạ? Ao ra ngoài luôn cho anh chị em, làm lại từ đầu cho anh chị em. Đấy ạ. Đây là Discord ở trên web nhá. Thì khi mà nó hỏi là anh chị em chúng ta vào Discord này, được chưa ạ? Mình chưa có tài khoản thì mình nhấn vào đăng ký. Nếu có tài khoản rồi thì mình đăng nhập vào đây được không ạ? Đấy, nếu mà chưa có tài khoản thì mình đăng ký. Đấy, đăng ký nhá. Email này, được chưa ạ? Tên đăng nhập nhá. Đấy, mình cứ để một cái tên nhá. Rồi, mật khẩu nhá. Thì mình cứ gõ mật khẩu của mình vào nhá. Đấy, ngày sinh nhá. Đấy, thì mình chọn một cái ngày sinh nào đấy mà phù hợp nhá. Mình đưa ngày sinh của mình vào nhá. Rồi. Đấy. Mình nhấn tiếp tục nhá. Được chưa? Đấy. Đấy. Không rồi đâu. Nó sẽ hỏi là gì ạ? Tạo tài khoản này thì nó có phần tôi là con người này, mình nhấn vào đây này. Được không ạ? Đấy. Sau đó nó bảo mình chọn các hình ảnh này, thế là mình chọn các hình ảnh này nhá. Vì đang làm rất chậm để cho anh chị em mới làm, mới tinh cũng có thể làm được anh chị em nhé. Rồi, đấy, khi mà vào đây rồi anh chị em nhé, thì chúng ta có hai cách. Đấy, chúng ta tắt đi. Cách thứ nhất là chúng ta tắt đi. Được chưa ạ? Rồi, đấy, như vậy là chúng ta đã gì ạ? Chúng ta đã đăng ký xong Discord, bởi vì lúc đó thì chúng ta vào lại Midjourney này. Đấy. Chúng ta vào lại Midjourney nhé. Đấy, được chưa ạ? Rồi, bây giờ chúng ta nhấn Join Beta này. Được chưa ạ? Đấy, thì nhấn chấp nhận lời mời này. Rồi, vẫn chưa cho qua. Đây, gấu này, gấu đeo kính này. Rồi, qua chưa? Rồi, đây nó hỏi mở ứng dụng hay không. Mình coi như là chưa có ứng dụng trên máy tính nhá, coi như là mới tinh. Đấy, thì lúc mà mình đã gì ạ? Mình đã đăng ký vào trong cái Discord rồi thì nó gì ạ? Nó sẽ tự động nhảy vào đây, được chưa? Mấy cái này thì không quan trọng nhá, mình có thể chọn đại nhá. ASEA này. Rồi. Sau khi mà chúng ta vào đây nhá, thì chúng ta nhấn vào phần New Buy này. Được chưa ạ? Đấy, có rất nhiều những cái trang New Buy này. Được chưa ạ? Rồi. Chúng ta vào đây, chúng ta gì ạ? Chúng ta xem những cái hình ảnh mà mọi người họ đang gì ạ? Họ đang làm nhá. Xem những cái câu lệnh và xem những cái hình ảnh mọi người đang làm nhá. Sau đó mình xem cái ảnh nào mình thấy đẹp ấy, thì việc đầu tiên của mình là gì ạ? Là copy. Việc đầu tiên của mình để trải nghiệm chat Midjourney ấy, đó là chúng ta copy câu lệnh, được chưa? Đấy là cách nhanh nhất. Ví dụ như này nhá, đây là Little Girl này. Đấy. Tất cả câu lệnh của Midjourney thì đều phải dùng bằng tiếng Anh anh chị em nhá. Đấy. Ở đây là gì ạ? Là một cô gái nhỏ này. Gì đấy? Đứng ở trên đường với quả bóng bay này, đang ôm một cái con chó này. Đấy, ở trên đường ướt mưa này. Đấy. Ví dụ như này nhá. Mình copy cái này, được chưa? Đó, chỗ này nó có cái phần xác nhận cái email anh chị em nhé. Anh chị em phải vào xác nhận email thì nó mới cho gửi nhé. Mình mở email của mình lên này. Đấy. Đấy. Nó có cái email là xác nhận địa chỉ email Discord này. Mình nhấn vào xác nhận này. Anh chị em nhé. Đấy. Như vậy là mình phải xác nhận email thì xong mình nhấn refresh này. Đấy. Thì nó sẽ cho mình gửi cái câu lệnh ở đây này. Đấy. Bây giờ bắt đầu nó mới cho gửi này. Lúc nãy nó không cho gửi đâu. Được chưa? Rồi, bây giờ mình muốn gửi câu lệnh nhá. Mình nhấn cái phím sược này này. Đấy, cái phím chéo này này. Ở trên màn hình cạnh phím shift ở bên phải nhá. Giờ mình đang hướng dẫn bằng máy tính. Điện thoại thì tương tự như vậy, được chưa? Xong mình nhấn là chữ imagine, ima. Thì ở đây nó gợi ý luôn cái câu lệnh này. Anh chị em nhìn nhá. Mình chỉ gõ chữ y thôi. Nó ra một loạt các câu lệnh khác nhau. Thì mình chưa quan tâm đến các cái câu lệnh khác anh chị em nhá. Mình chỉ quan tâm đến là gì ạ? Imagine này. Xong chữ prompt này. Được chưa? Mình nhấn vào đây. Đấy, thì nó hiện ra cái này. Được chưa? Đó, sau đó là chúng ta copy một cái dòng lệnh trên này, chúng ta dán vào đây. Được chưa? Đấy, chúng ta dán vào đây này. Đấy, Little Girl này, được chưa? Đấy, xong rồi chúng ta nhấn gì ạ? Enter. Đấy, thì khi mà nhấn Enter ấy, thì nó sẽ hỏi chúng ta là gì ạ? Đồng ý các cái điều khoản của Midjourney. Thì mình cứ nhấn đồng ý đi, accept all. Đây của mình đây này, Huy Smart đây anh chị em nhé. Đấy, đây này, Little Girl này. Đấy, anh chị em thấy nó đang chạy không ạ? Đây là 62% này, tốc độ là fast nhé. Đấy, anh chị em thấy không ạ?
Như vậy là chúng ta đưa vào nó một cái câu lệnh. Đấy. Thì ngay lập tức đây là 100% này anh chị em nhé. Thì ngay lập tức nó gì ạ? Nó cho chúng ta bốn cái bức ảnh khác nhau. Anh chị em thấy không ạ? Cô bé này đứng trên đường ướt mưa này. Đấy. Có một cái quả bóng bong bóng màu vàng này, đấy, ôm một con chó này. Anh chị em thấy không ạ? Đấy, nó đã vẽ cho mình này. Bây giờ mình muốn cái ảnh nào mình muốn đẹp nhất thì ví dụ như cái ảnh số 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 4 này chẳng hạn. Đấy, thì mình muốn nó mô tả kỹ hơn hoặc là nó tạo ra các cái biến thể của số 4 này thì chúng ta sẽ làm như sau. Đây, chúng ta sẽ nhấn vào V4 này. V4 là variant tức là tạo ra những cái biến thể khác nhau. Tức là từ cái hình số 4 này anh chị em nhớ 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. 1 đây nhá, 1 là trên cùng bên trái nhá, 2 là trên cùng bên phải nhá, 3 là dưới cùng ở bên trái nhá, 4 là dưới cùng bên phải nhá. Được chưa ạ? 1 2 3 4 theo hình chữ Z này nhá. Đấy, thì mình muốn nâng cấp cái ảnh cái mình muốn thêm các cái biến thể khác nhau của ảnh V4 này. Đấy, thì mình nhấn vào gì ạ? Số 4 và V4. Được chưa ạ? Đấy. Thì ở dưới đây chúng ta sẽ thấy là gì ạ? À, anh chị em thấy không ạ? Là nó cho chúng ta bốn cái biến thể khác nhau. Đấy, bốn biến thể khác nhau anh chị em nhìn này. Đấy nhá. Bốn biến thể khác nhau nhá. Đấy, quả bóng nó hơi khác một tí này. Đấy. Với cái bức tranh này nó là bức tranh dạng kiểu sơn dầu anh chị em ạ. Tranh sơn dầu ạ. Đó. Như vậy là gì ạ? Là chúng ta đã thử một cái câu lệnh. Rồi. Nếu mà chúng ta muốn lấy một hình độ nét cao hơn thì mình nhấn vào upscale. Upscale thì chúng ta nhấn vào U này. Ví dụ mình muốn hình số 1 thì mình nhấn U1, hình số 2 nhấn U2, hình số 3 nhấn U3, hình số 4 thì nhấn U4. Ok không ạ? Còn nếu mà chúng ta muốn nó làm lại thì chúng ta nhấn cái gì ạ? Cái hình hai cái mũi tên quay tròn nhau này, đấy chưa ạ? Thì bảo làm lại. Đó. Đấy, ví dụ như là cái ảnh này của người khác nhé, mình cũng có thể upscale được. Ví dụ như là với cái ảnh này mình muốn upscale cái ảnh số 1 này, mình nhấn là U1 này. Thế là gì ạ? Mình cũng lấy được cái ảnh U1 của người ta nhé. Cái ảnh số 1 của người ta này, nhưng mình upscale đây. Đấy chưa ạ? Đây. À, Huy Smart đây. Đấy. Đây là mình upscale cái U1 anh chị em nhé. Mình upscale cái U1 anh chị em nhìn này. Đấy, nó to nét đẹp như này các bạn. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Mình upscale tức là mình làm cho nó chi tiết hơn. Cái ảnh một nó tạo ra bốn cái ảnh kia nó mang tính chất là nháp thôi. Đấy, mình muốn sử dụng ảnh ấy thì mình phải upscale lên thì nó sẽ rất là chi tiết, nó nét, nó đẹp hơn. Anh chị em thấy không ạ? Ở đây nhìn thấy không ạ? Đây là gì ạ? Là biểu tượng là táo đây, nhưng mà táo gọi là hơi đột biến tí. Anh chị em nhìn là để cái cây phía sau này, cái cây phía sau này trông rất là đẹp luôn. Anh chị em thấy không ạ? Đấy. Hacker ngồi trước cái màn hình, cái máy tính, một cái hình ảnh rất đẹp với cái đèn hồng ở bên cạnh. Đó. Thì Midjourney nó có thể tạo ra một cái bức tranh như này chỉ trong vài giây thôi anh chị em. Vài giây đến vài phút anh chị em có một cái bức tranh như này rồi. Nếu để mà mình vẽ ra bức tranh này thì xin thưa với anh chị em mất rất nhiều thời gian công sức, nhưng mà chưa chắc đã đẹp như này đâu. Đúng không ạ? Nhưng mà chỉ vài câu lệnh là chúng ta đã có thể là gì ạ? Có một cái bức tranh tuyệt vời như này rồi.